ngày hôm nay thì mọi người đều biết là Sơn Tùng không chỉ là một ca sĩ độc lập mà còn là người phải đứng đầu cả một công ty nữa. Và chắc chắn là khi mà nhìn lại cái chặng đường vừa qua của mình, em cũng tự nhìn thấy được cái hoài bão của mình dành cho MTV Entertainment là gì, và em cũng nhìn thấy được những khó khăn của nó là gì, đúng không? Đây là cái sản phẩm mình rất là thích, tại vì tôi có thể tâm sự và nói chuyện với tất cả mọi người. Nhắc tới MTV Entertainment thì đó là một cái mà cũng mất. Thì lúc đấy là lúc mà em đúng là lúc mà phải chọn công ty là nghe thứ chín. Tại vì lúc đấy thì giữa bố mẹ và giữa em thì chọn một cái câu chuyện em cũng kể rất lâu rồi. Má thì bố mẹ em thì em biết rồi, bố mẹ em thì đang một cái điều gì đó mà nó tốt cho cuộc đời đó. Nhưng mà còn em thì em thích âm nhạc, em sinh ra nó rất thích âm nhạc rồi, cho nên là em quyết tâm, em đấy là lần đầu tiên mà em biết đối đầu với bố mẹ mình, biết ngang lại và biết quyết tâm của đam mê của bác. Và đúng hôm nay em, đây là cái chương trình đầu tiên em sẽ không bao giờ đứng trước làm việc với anh được và được tổ chức cái chương trình của em. Đây là sân khấu đầu tiên mà chính công ty của em làm cho em chương trình và đây cũng chính là sân khấu đầu tiên bố mẹ em ban một đấy. Sau một tháng là sau một tháng thôi, mà em có thử xem là khán giả họ
ví dụ như là sang năm sau mỗi một ngày ra một bài sao? Đấy, ai cho em luôn muốn làm những điều mà ai tưởng chừng người ta nhìn vào mình rất là điên rồi, và luôn luôn thích làm điều đó, tại vì nó luôn cho em những cái trải nghiệm, những cảm xúc nó rất là lạ, và em nghĩ là một nghệ sĩ thì